Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Trước mắt các bạn đây là chiếc máy cưa xích Thụy Điển Husqvarna 353. Chiếc máy này thì chúng tôi đã giới thiệu với các bạn quá nhiều rồi, và chiếc máy này cực kỳ tốn nhiều nước bọt, giấy mực của nhiều người nói về những chiếc cưa 353 này rồi. 353 là một trong những cái model nó ra đời sau so với 365. Nếu mà xét về cái thời gian mà cho ra đời cái mẫu cưa này thì 353 gọi là thời sau so với 365. 365 nó là một cái model thành công vang dội nhất của Husqvarna tại thị trường Việt Nam nói riêng cũng như toàn thế giới nói chung. Nhưng 353 nó cũng có, tuy nó ra đời sau nhưng mà nó cũng có rất là nhiều người ưa chuộng bởi vì những cái ưu điểm của nó đã được chứng minh. Tuy ra đời sau 365 nhưng mà nó cũng phải có tại thị trường Việt Nam theo đường nhập khẩu chính ngạch và phân phối mới cũng phải lên đến hàng 15 năm rồi, chứ không hề ít một chút nào cả. Và chiếc này chúng tôi giới thiệu các bạn cực kỳ nhiều rồi, thì hôm nay tranh thủ chúng tôi nổ guarantee hộ một cái khách hàng, thì chúng tôi sẽ tranh thủ quay nhanh review. Bởi vì mọi khi thì những cái máy mới như thế này thì chúng tôi sẽ rất ngại vấn đề đổ xăng đổ nhớt. Vì khi đổ xăng đổ nhớt vào thì một cái máy đang là mới thì tự nhiên nó sẽ trở thành máy cũ. Thì các bạn có thể thấy được Điện Máy Bình Sơn bán nhiều chiếc nguyên trong hộp người ta thanh lý và chúng tôi vẫn bán theo cái giá cũ. Do đó thì những cái video trước kia chúng tôi quay về những cái máy 353 này thì chúng tôi rất ngại việc đổ xăng đổ nhớt. Vì các bạn bảo là khi mà đổ xăng đổ nhớt như thế đôi khi phải mất cả triệu đồng bởi vì nó có mùi xăng mùi nhớt. Chúng tôi sẽ phải bán rẻ cả triệu đồng so với việc là bán một cái máy mới đập thùng. Do đó thì rất là ngại, vì các bạn có thể hiểu được để làm một cái video như thế này mà như thế thì nó quá thì tốn kém về cái tài chính. Do đó thì hôm nay tiện thể thì chúng tôi sẽ quay lên cho các bạn và hướng dẫn các bạn chỉ cho các bạn về chiếc cưa 353 này như thế nào, các cái đặc điểm nhận dạng, và hướng dẫn qua các bạn các nổ guarantee để làm sao cho nó bền máy. Rồi các bạn có thể thấy được đây là chiếc 353. Chiếc này thì nó là người đàn em của 365, công suất của nó nhỏ hơn, nó là người đàn em kế cận luôn của 365. Chiếc này có những cái ưu điểm của 365, ví dụ như là lam của nó là lam trượt chứ không phải là lam sao như những cái dòng cưa 445 hoặc 435. Thứ hai là cái xích của nó là xích chân 21 đó, và cái bước của nó là bước 325. Do đó thì cái mắt xích của nó sẽ là, tuy là lam 55 phân nhưng mà mắt xích của nó sẽ là 38 mắt. Nó không phải như 365, 365 là xích 3/8 và lam 60 của nó chỉ có 36 mắt thôi. Nhưng mà xích này bước 325 tức bước xích ngắn hơn ấy, khoảng cách giữa mắt xích ngắn hơn, do đó thì là tuy lam ngắn nhưng mà mắt xích lại nhiều. Rồi ok, chiếc này thì các bạn có thể thấy được nó mới tinh, đập hộp chúng tôi đang nổ thử cho khách thôi. Ốp giật của nó sẽ có dòng chữ 353 ở trên, cái này là rõ ràng rồi. Đồ này bây giờ các bạn mua đồ thay thế rất là sẵn, các bạn có thể lựa chọn thay thế bằng đồ xịn, các bạn có thể khi tài chính các bạn eo hẹp các bạn có thể thay thế bằng đồ tàu, bởi vì một cái cưa như này mà động vào đồ xịn nó rất là đắt, rất là tốn kém. Do đó thì các bạn phải có những lựa chọn thông minh, ví dụ như kiểu cái vú bơm này chả cái gì mà thay vú xịn cả, nó quá đắt. Hoặc cái ốp giật này cả triệu bạc thì các bạn thay luôn cái ốp giật thường, nó chỉ là tác dụng giật nổ thôi chứ ngoài ra nó không có tác dụng gì nữa cả. Hoặc là bô đi, các bạn Việt Nam mình tài chính còn hạn chế thì các bạn thôi đeo cái mũ kín rồi thì các bạn chịu khó nghe ồn một tí thay cái bô thường thì giá nó sẽ rẻ hơn. Tất nhiên rồi, chúng tôi không khuyến khích các bạn thay bô đồ thường, nhưng đôi khi chúng ta phải lựa chọn như vậy để về cái vấn đề bài toán tài chính của chúng ta. Rồi chỗ này thì các bạn có thể thấy bên này là bên ốp lam của nó có hai ốc chắn, đây là vị trí để các bạn bắt hàm rồng găm gỗ. Nó có một cái tem đen ở đây các bạn có thể thấy được. Bây giờ cũng do tôi quay một mình cũng không tiện tay. Trên lốc có dòng chữ hút trên hơi thì các bạn có thể thấy được. Hơi của nó có một cái giảm áp màu đen. Đây. Giảm áp. Hơi này của nó là 52 các bạn thấy không? Có số 52 này. Quả piston của nó khoảng tầm 45 ly. Đây là vị trí tăng xích. Quỳnh ơi, ra đây nhờ tí. Rồi các bạn thấy không? Bồ.
Đây là vị trí bình xăng, các bạn đổ xăng pha nhớt sẽ lên máy. Đây là vị trí bình nhớt, các bạn đổ và nó sẽ ra bôi trơn 5 xích. Đây đang garantin, do đó chúng tôi không lắp 5 xích vì nhớt ra nó sẽ rất là bẩn. Chiếc này là công tắc kép, khi các bạn kéo le gió thì đồng nghĩa với việc là công tắc nó về vị trí mở. Khi các bạn nổ xong thì các bạn đẩy le gió vào, rồi các bạn nổ tiếp thì muốn tắt thì các bạn chỉ cần đẩy vị trí tắt thôi. Đấy, các bạn thấy không? Công tắc kép từ khi các bạn kéo le thì là công tắc nó về vị trí mở. Đấy, lúc nào các bạn giật cái nó nổ tắt thì các bạn sẽ đóng le lại. Đó, và lúc nào các bạn muốn tắt máy thì các bạn chỉ việc tắt thôi. Sau đây chúng tôi sẽ nổ thử để cho các bạn xem. À, các bạn lưu ý khi các bạn nổ garanti, chạy garanti để cho nó bền máy thì các bạn chạy khoảng tầm 4 tiếng, 3 tiếng hoặc 4 bình xăng đầy. Khi chạy garanti thì các bạn vẫn phải đổ nhớt vào bên phần ra nhớt 5 xích, bởi vì cái nhớt này khi mà các bạn kể cả chạy garanti thì cái bơm nhớt của nó vẫn hoạt động. Do đó thì nếu mà các bạn không đổ nhớt vào đây thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng cháy bánh răng nhớt. Cháy bánh răng nhớt là các bạn lại phải thay mà các bạn không được bảo hành, thay mất mấy trăm nghìn. Đó, và khi các bạn nổ garanti tiếp tục là các bạn không được khóa lam. Đây là khóa lam này, các bạn phải mở ra. Và khi nổ garanti các bạn không được lắp 5 xích. Đấy là những cái yếu tố các bạn phải để ý khi mà các bạn nổ garanti máy. Tất nhiên rồi, xăng pha nhớt thì các bạn pha đầy đủ rồi, chúng tôi sẽ nổ thử luôn để cho các bạn xem, nghe và đánh giá khách quan. Trăm ngàn lời nói không bằng một tiếng, một khói của 353. Rồi, ra đi em. Rồi, đóng le. Ok. Đây, các bạn có thể thấy tiếng cưa hàng xịn, nghe nó tiếng rất là giòn. Và nghe cảm giác nó dãy lên. Biết là ga đến đâu thì lên đến đấy luôn. Rồi, ok. Oh,